Chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đang xem bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai của chúng tôi. Mở đầu bản tin dự báo thời tiết hôm nay là tin áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông trong thời gian tới. Kính thưa quý vị và các bạn, theo nhận định của các trung tâm khí tượng thủy văn quốc tế kết hợp với sự quan sát các mô hình dự báo sớm của Mỹ GFS hiện nay cho biết là dự báo trong những ngày sắp tới, khoảng cứ tuần này trên Biển Đông xuất hiện một vùng áp thấp nằm ở phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa, mạnh lên với cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8 và di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng từ 10 đến 15 km/h. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540 km về phía Tây Nam. Trong 12 giờ đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 10 đến 15 km và tiếp tục mạnh thêm. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 12 giờ tới những ngày sau đó có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, từ vị tuyến 17,5 đến 19 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 107 đến 110 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc. Tại đây, vị trí, cường độ và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp này chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo sớm, tình hình trong thực tế còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường nên bà con cần đề phòng và chú ý. Cảnh báo mưa dông, gió mạnh, sóng lớn trên biển. Hiện nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc, Đông Nam đi qua khu vực Bắc Trung Bộ, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh dần lên, nên trong đêm nay và 3 ngày tới, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ gần sáng mai có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Tiếp theo là tin mưa lớn ở đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ và tin mưa dông cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc xoáy, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và sáng sớm nay, ở khu vực Bắc Trung Bộ, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ kết hợp với rìa tây áp cao cận nhiệt đới nên trong đêm nay và ngày mai ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực Bắc Trung Bộ, đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình sáng nay có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Trải dài xuống khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Mưa dông tập trung vào chiều tối và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi, ngập úng các vùng trũng tại các tỉnh như Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, vân vân. Khu vực Hà Nội đêm nay và sáng mai có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Trung Trung Bộ, hạ trục dần xuống phía Nam, kết hợp với gió mùa Tây Nam, nên khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến cuối tuần này có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 70 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Mưa tập trung vào đêm và sáng sớm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc xoáy, mưa đá là cấp 1. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng sớm và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Sang đến thời tiết phía Tây, Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Sang đến thời tiết phía Đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng đồng bằng và ven biển có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Lưu xuống thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Lưu xuống thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Riêng chiều tối và tối, phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ. Xuống đến thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió đông đến đông nam, phía Nam gió tây nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin sắp tới.